đường chọc khe rất khó chịu. Vẫn là số 9, rất nguy hiểm và tỷ số được nâng lên là 2-1. Tuấn Vỉa và Tuấn Vỉa, Coca chỉ cần có thế. À, Tuấn Vỉa, thêm một tình huống nữa và lần này thì không thể bỏ lỡ. Pha xử lý cực kỳ xuất sắc của cầu thủ mang áo số 9. Căng ngang, phép lợi thế dành cho Coca. Tuấn Vỉa, đường chọc khe rất tốt, rất khó hiểu, vẫn là Tuấn Vỉa. Quả người rất khéo, thuận lợi, không được. Tuấn Vỉa, vẫn là tiền đạo mang áo số 9, rất nguy hiểm và xử lý đầy cảm hứng của Tuấn Vỉa. Ở trong thế khó thì Tuấn Vỉa đã lựa chọn cho mình một giải pháp mà ít ai ngờ đến. Tuấn Vỉa, pha xử lý quen thuộc, quả chọc khe rất hay của Tuấn Vỉa, vẫn còn, không được. Rất đáng tiếc cho cầu thủ Coca. Đây là Tuấn Vỉa, không được, quá đáng tiếc. Thủ Coca rất hay, không vào, rất khéo. Cánh rất thoáng, không được. Giờ này dành cho Tuấn Vỉa, rất nguy hiểm và tỷ số đang lên là 3-0. Tuấn Vỉa, một pha giàn xếp xứng đáng phải được cho là rất giáo khoa. Trong ngày Tuấn Vỉa thăng hoa thì rõ ràng là Coca đang tiếp tục, và trận đấu sẽ chỉ còn lại 5 phút nữa là khép lại thời gian đấu chính thức. Tuấn Vỉa vẫn múa ba lê, nhịp nhàng, không được. Tuấn Vỉa, vẫn là Tuấn Vỉa, đi bóng rất dễ dàng. Tuấn Vỉa vẫn có, tỷ số đã mở dành cho Coca. Vốn dĩ đã được ăn tập có thể nói là rất bài bản vừa qua, được thêm những món hàng đến từ cường, đến từ cao thủ Tuấn Vỉa, và xử lý rất khéo Tuấn Vỉa. Tình huống dứt điểm bút chì rất hay, rất quyết liệt. Làm gì đây? Rất hay. Làm gì đây? Rất chủ động.
like và share nhịp đập Ai Phủi và Ai Phủi TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.